Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào tất cả anh em. Trước mặt tất cả anh em là một chiếc đời đến từ Mỹ, đó là chiếc đời Jupiter MVA 600 dòng Professional Amply. Và chiếc đời này thì bên em cũng đã có giới thiệu cho cả bác những cái đẹp trước, và cũng như là bên em về là với số lượng vài con để cho phục vụ cho tất cả bác chơi Tết. Và những dòng này thì nó rất là hay, và cũng như là chất lượng nó là chất lượng cao nha bác nha. Hãng của Mỹ thì về thương hiệu của hãng Jupiter thì tất cả bác biết rồi. Về dòng này thì em không giới thiệu nhiều. Con này thì chạy là 24 xô Toshiba, 12 lớn 12 nhỏ, và cũng như là chạy mạch class B nha bác nha. Class B. Đấy, công suất đầu ra là 600W trên mỗi kênh nha. Đấy. 600W trên mỗi kênh. Chạy nguồn điện là 230V, hàng Mỹ xuất sang thị trường châu Âu. Thì đó là hình thức ruột gan của nó. Hình thức ruột gan của con này thì bên em cũng đã có so sánh với là con với là cái con QSC ý 1600 nha bác nha, là nó giống ý hệt nhau, và cũng như là công suất đầu ra nó cũng như nhau, và cũng đã có so sánh thức âm tất cả bác ở những video trước. Đấy. Đây là ruột gan của nó nha. Đấy, các bác thấy cái phù rất là đẹp luôn nha. Giá bẻ thì còn tánh sáng này, rất đẹp luôn này. Mặt thì cực kỳ chất lượng luôn nha. Những hàng linh kiện Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy. Rất ok nha. Hàng thì bên em bao zin nghiêm bán cho tất cả bác thích nha. Rồi, giờ thì em ghép với nó là đồ lọ EV Electrovoid đến từ Mỹ, mã là S200. Đấy. Đôi này thì có công suất là 350W trên một thông. Đó. Đôi full bát 30 nha bác nhé, full bát 30. Mở cho cao bác chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
Max. Đó, thì giá của đời JBL MBA 600 thì bên em vẫn để cho cả bác giá rất là tốt nha. Giá vẫn là 13 triệu, bên em bao ship toàn quốc cho cả bác và tỉnh Bộ Gia 35. Đấy, giá con này thì đợt trước là lên đến 14 triệu luôn bác nha. Đấy, nên là đợt này thì các bác thấy em nhập giá những con đời nó rất là tốt. Đấy, và em cũng ra cho tất cả bác cái giá nó tốt hơn. À, và rồi thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình để em sở hữu con đái về chơi Tết nhé. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.